đỡ nè. Chạy chạy gung trên đất. Chạy 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 chưa. À, một em u má cái gân nó dính vô tay luôn nè. Nhổ cái gân ra giờ mấy chú gân nó bén ra luôn chưa. Ui chưa lủng, may là chưa lủng kỳ ta. Nãy giờ em thấy kìa lông từ đây nè, từ phía này nè nè. Như là ôi nè nè nè, cái lông con gì bự dữ vậy nè. Hình như là làm ổ ở đây gì nè, nè nè lông nữa nè, thấy không, thấy chưa, chém đứt con gì banh chạnh chưa vậy, lông gà gì nè. Trong con này con gì ta, con ổ ha mà nhiều mẫu vậy lắm, kiếm tới rồi gà gì á. Có lông mà không thấy thịt ngộ vậy. Ôi trời, biết lông này lông gì không? Bất tử đâu vậy? Sao kỳ vậy? Hello, đâu trong lúa? Ê, trời ơi kìa, cái máy cắt. Cắt, máy cắt tấn công vô tới nhà luôn nè. Đó không? Này cắt nhà mà có chuột không? Bên đây kỳ trời, nó đang lên ra chuột nhóc luôn á. Ôi bữa nay được khi máy cắt lại, bữa nay là máy cắt nó vô tận trong nhà luôn. Đó là nhà của mình đó, mà bữa nay cắt nó đi vô đây cắt lúa nè cả nhà ơi. Này cũng 3 giờ mấy à, 3 giờ mấy chiều à, máy cắt đi giờ đây. Đất đã gì mà sao không có, không có được không ai, không có chuột kìa. Cái này chỉ có nè, cái này gặp chuột có. Cậu cắt cỏ gì ta, láng giò gì ta, đến cắt cỏ gì mà không thấy hàng. Có lúa không à, đâu này ít nè. Gụm bao nhiêu à? Này gụm gụm sớm quá, nó sập sớm quá mà. Luôn ra đây nằm đây xong. Wow. Sập sớm quá chùm bẹp luôn. Mà cắt gụm cũng hết nữa, này ít da lỗ hồng nha. Ít ít thiệt nội. Đây nó lọt xuống hết nè. Hai cậu gồm nướng nướng cá. Cọc này được nhiêu bao không biết?
mấy cái bao lúa cắt rồi nè cả nhà. Ngày hôm nay máy cắt nó đi đến sát nhà của mình luôn, cắt gầm 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 ra hú hồn thôi. Lúa nó được cắt rồi. Được chưa? Này được nhiều bao đây không biết. Sao thấy ít bao cái gì sao? Này thấy ít bao vậy? Đâu à? 2 4 6 8 10 11 bao. 11 cái dưới chắc. Hãy tới bao gì nữa đi. Được hả? Cái gì vậy? Làm gì đâu. Chúng ta đem diều ra đây thả. Qua mua diều 70-80 ngàn bạc. Bay tự do ánh sáng xuống gãy sườn luôn. Ngoài chợ thôi mua lỗ bay có nổi kỹ trời, diều có mập bự nhất luôn á. Mấy diều cá heo bay đầm lắm, chuột hay cá gì ơi. Mày làm gì ta, nó có lóc ống xuống địa chuột sơ mấy ổng bốc từ từ vậy. Mỗi này cái chừng có chuột. Cái này có chuột xiềng luôn nè. Bằng đêm thấy nó xào 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 góc đó đó. Buồn. Sợ có hang vô vô hang hết. Nó chưa chạy đi ra, bắt con chưa chạy đi ra. Thấy không có chuột. Này là con có bỏ xe luôn hả? Ồ, đẹp quá. Đẹp quá, trời lẹp anh thấy hả? Dạ. Tổng cộng hết thì chắc được 20 bao à. Đây 11 rồi, dưới rồi tới 2, 6 20 bao. Công hết ta, tính ra công à. Cái này nó cứng công ngoài à. Cái đó à, tự công gửi cho lại thôi chứ không có 8, 9 vậy đâu. Công gửi, công gửi gì cũng được. Gì cũng được chứ không phải. Tại sao mà cái này cái gì mà nó đang xì vậy sao? Không có xịt thuốc cửa cuối á. Trời ơi, cái nè. Thấy đen là muốn hết luôn á. Bả kêu ông chạch. Xịt nổi. Bị là đồ sao mà bỏ con cử mà vậy đó trời. Đó mà thấy bụi màu vàng luôn phải không? Đó đó. Ôi trời ơi. Kìa lên bụi luôn kìa, lên bụi. Sạch quá. Lên bụi là ba cái đó là cái bông đó, đó. Cái con gì nó ăn á. Phải không? Đó đó. Cái này nó hư cái con gì đâu ạ? Giảm quá thuốc nè. Nè. Nè cái này là bụi dữ lắm, bụi luôn nè. Nó màu vàng cháy đó. Đập thì trời ơi, đứng dưới gió đó chắc hửi mà nó còn hơn là khói nhà của công ty. Bị nhiều lắm luôn á. Con cử nó có nhiêu ngày đâu mà sao mà bị nặng vậy ta? Cử nó cả chừng chưa được 10 bữa nó mà nó hư tới mức độ đó. Nó ra thịt cũng có 2 cử rồi đó. Buồn quá bụi thiệt. Chuyên nghiệp các cái những người nông dân ở đây phải thất nghiệp luôn. Lúa này một năm chỉ nhờ đông xuân chỉ có một lần mà thôi mà bỏ cử một cái lại thất, bỏ cử trong vòng có 10 cử 10 bữa mà lại thất bát đó cả nhà.
sự là những bông lúa này đã hư hết rồi. Đang thui hết trơn luôn. Mấy cái này là hư hết luôn rồi nè. Không có lấy được. Mà chỗ này dính tay thế kìa. Đang nằm có vụ đông sưng rồi nè. Chị ở nè. Chị cung kinh đất. Coi có chuột chạy ra không? Chụp chuột nha ơi. Chưa thấy con chuột nào hết. Thôi bụi bỏ cái nhà mà gom nó ra bụi bay vô nhà hết rồi. Đây lúa sập sát đất. Hết nổi còn lúa vậy đó kìa. Gì ơi, cứ đảo, mất chọt hả? Bộ lúa kìa. Này hết được như bao đây ta? Vậy. Này hết được như bao đây? Ai biết. 20 bao. Bộ lúa. Bộ đất gì gần khoảng 20 bao. Khoảng công đất, công mấy đất. Vậy thì chú đảo coi coi có chuột không? Đây cái nước còn lại nè, mấy vụ đông sưng nữa, còn lại những con cá con nó nằm ở dưới đã chưa. Để ở cái nhà đi thì mình xuống dưới đây để coi có chuột không, bắt mở chuột. Tại vì thường thường cắt lúa như vậy nè, chuột ở trong lúa nó chạy ra mình bắt chuột. Mỗi góc như là được 4 bao lúa. Không thấy chuột ta. Chưa con đâu. Chưa hả? Kìa. Mang đi đâu?
quá dữ. Lỗi hại, lỗi hại, lỗi hại chưa? À, một em gần đây chú, gần đây chú. Ô má, cái gân nó dính vô tay luôn nè. Nhổ cái gân ra giùm mấy chú. Gân nó bén ra luôn chưa. Ui, chưa lủng. Mai là chưa lủng. Dạ vậy. Ui, mới chụp chuột bị cái gân của chuột nó dính vô cái tay luôn. Kinh quá. Ủa cái xe đó hút nước lại gì chú đỡ? Tưới nước của huyện đội á, tưới nước cây kiển của huyện đội á. À, lại cái sông đó nó hút nước. Nó hút rồi lại đặng nó tưới đặng. Ngày hôm nay chú đi theo máy cắt hay gì? Bữa nào rảnh mới đi, còn bữa nay không rảnh không có đi. Bắt chuột chơi ha. Đi bắt chuột. Bữa nay sao, bữa nào về nhà vậy? Này ở sông. Mấy bữa hổm gài đi trên phố cho anh đi đám mà của chú Vũ Linh nữa. Chú Duy Linh à. Mà mấy bữa đó là trúng số mà ông nội mẹ. Trúng số dữ lắm à? Nhau, dưới này trúng lẹ. Ừ, sao mà hình như là sổ ngay số. Ừ. Sao lầm gì đó. Ừ, sổ nhóc luôn, lô rồi đầu gì nhóc cái tên. Đầu gì lưa chứ. Vì là người ta trúng nhiều ha. Đâu ngoài chuột chạy chảnh nữa kìa. Ở dưới này nè, không, cái chảnh đó ngồi nó không có gom nhiều bằng dưới này đâu. Dưới này lúa đứng nè. Chưa chân đựng con này, mấy chục con này, chú cháu mình vô làm lít luôn. Mất hay gì vậy? Lũi vô hay gì rồi? Lũi rồi. Hồi nãy hình như thấy hai ba con hay gì vậy ta, ngay đây nè. Con một à, nó lũi vô đây. Nè, con dịch bắt vô con dịch đi nè. Còn nữa con chạy ra đâu. Con một. Chạy dữ thiệt à. Hơn đua xe nữa. Nghĩ việc tốc độ. Lên xe. Ở đâu? Đấy, kinh hồn vậy trời. Chờ 15 bao thì miếng kia cũng có cỏ một hả? Miếng này cũng có cỏ một chứ. Chưa. Đã chưa? Này một câu nữa. Tự lên luôn hả? Thôi đang qua đây coi có chuột không? Thú chụp chuột thấy rồi. Thấy con nào chưa vậy? Thấy chuột nào chưa vậy? Phế liệu vô chở luôn ha. Ờ, quá con đem xe vô chở vậy hết hả? Quá im ha. Cái này trồng lúa ăn thôi chứ không có bán. Khỏi mua gạo. Hay gì không bỏ không nữa. Ừ.
Nãy đặt là gì chú? Nãy đặt cái xe là gì? Quỷ diệt tốc độ. Quỷ diệt tốc độ. Chạy kinh hồn thì cái trên ruộng mà. Đâu hồi kìa, nó quay đồ sườn đồ quay đàng hoàng trên đây hồn chưa là. Quay cái sườn. Quỷ diệt tốc độ. Chạy ớn ốc. Dạ. Không biết nữa. Tới nữa rồi cả nhà ơi. Biết là lối này có chuột không nha. Đó sắp ra đó. Tới cuối rồi. Thấy con nào chưa vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Còn lối cuối cùng nữa. Đây, đây là lối cuối cùng. Coi chừng chuột nó chạy ra đó. Thường cắt lúa cái này chuột nó ưa chạy ra lắm nha. Sao mà cái cánh đồng bên đây hầu như là nó ít chuột hay gì, nó không có chuột. Không có chuột chạy. Có đó. Thấy chuột trời. Lên đây là hang. Hang chuột. Hang rất là nhiều luôn, chắc nó chui vô hang hết rồi. Bên đây đất ướt vậy mà. Mà cũng cắt được nữa. Chắc là lộ luôn. Rút nước sớm ở dưới này nó cứng. Chứ bình thường là bò xuống đây là bị mắc kẹt.
phải. Ôi, mấy thỏ làm hú hồn hết trơn. À, mấy thỏ kìa, mấy thỏ hú hồn chân rồi kìa. Khá là bụi. Hát bên chỗ cái chuồng gà của mình nè, ở chuồng gà của mình nè cả nhà. Mẫu gì mà nãy giờ có con chuột à? Là mấy thỏ hú hồn chân. Kìa kìa con này hết hồn chân rồi nè. Tưởng nó chuyện gì đó. Nhà mình có nuôi thỏ. Nếu nuôi thỏ thì mấy thỏ hay sao nè. Mấy con này mấy thỏ nái nè. Này cũng thỏ nái nè. Đó. Chào bá không? Này cũng thỏ nái luôn, thỏ nái, thỏ nái. Có đực để bên kia kìa. Còn bên kia có thỏ đực. Như nãy giờ có đực có con chuột rồi trời. Nãy con mới chụp dính con nè. Dưa trồng dừa nữa ba cả xe thỏ mà ăn dưa hấu. Sáng mẹ cha mẹ mình đi mua dưa hấu về cho thỏ nó ăn. Thỏ mỗi năm thì nó đẻ, mỗi tháng nó đẻ một lần, một năm nó đẻ 12 lần. Đang đợi cắt cái lối cuối thôi, có gắn có chuột kìa. Thường vụ đông xuân này gắn với chuột nhiều. Năm nay không thấy ăn ăn chuột ăn gì chứ, hay là lỗ nẻ nhiều quá nó vui chứ không biết. Đậu là trời ba lúa này hư dữ lắm luôn. Ba cái đàn nhang á. Đàn nhang nó đu theo cái bông á. Cái tàn nhang cục với lớn lớn màu đen nè, nó đu theo hồng lúa đu đen xì luôn. Mình sang nó bỏ một cử một là nó hư tới mức độ đó. Bỏ xịt thuốc đó. Đó bụi đó, bụi tàn nhang đó. Có khô sớm nè, có khô sớm không bị lúng. Gách á. Bao nó bị gách. Quá bụi. Đợi hoài không thấy con nào thì luôn. Không thấy chuột. Nè, năm nay người ta khui nước sớm cho nên là mấy cái lỗ nẻ này được nước sâu ghê tới dưới lúa mùa vụ đông xuân này một bông như vậy. Nói chung là cũng đều nè, nhưng mà bị bệnh này nè, bệnh này thì hầu như hư hết lúa luôn. Ở đây hư khá là nhiều, cái này dính vô lại nó dần khè luôn. Một cái dần khè bởi vì máy cắt nó cắt lên ba cái bụi dữ lắm, bụi quá trời luôn. Này nói chung là có hôi chúng gì mấy lép nhiều quá, vòng này không có là không có lúa luôn. Nông dân mà ăn ít có được mùa,
Đấy, lấy cái túi để coi cắt hết mẫu đất này coi bao nhiêu chuột. Tại vì nãy giờ nó chạy ra là mình cũng không thấy được. Mình đợi cuối đầu. Rồi mình sẽ tìm ra chuột nó chạy ra. Bụi mệt trời chứ. Cả bầu trời đều bụi. Nó này nó có những cái bệnh đó đó. Cái bụi nó bay lắm. Đây cũng hai trăm mấy ba công mà máy cắt trong vòng một chút xíu. Xong phim ngay. Suốt vừa cắt vừa vô bao luôn thì rất là lạ lắm. Hồi đó thì dưới quê này, ôi có chuột đây, có chuột. Dính chưa, dính chưa? Đâu vậy? Mất hả? Còn ở đây nè. Ra. Có chuyện xíu mẫu khỏe. Đúng rồi. Kỳ vậy? Con bự không? Dài dài là nó có sườn luôn. Sao mà nó mất kỳ lạ vậy? Không nghe, không chập sao, không đạp gì. Quá trời ấy. Chập phóng kỹ thuật con rồi. Con con hả? 50. Mới được rồi, con. Rồi, có một con mà cũng mất. Ui, lộ nẻ quá. Bây giờ sợ nó chạy ra không hay. Khô sớm mà có hang à. Có một con mà cũng nản cuộc đời chứ sao mà mất được. Cái gốc này có cỏ có gì đâu. Vô bờ. Chứ không mẻ. Còn có là có mẻ quá rồi. Mất cắp rồi. Tụi chạy đó. Ừ, vẫn vậy chạy. Chạy đó, có chạy đó. Chạy chạy con mắt không dính. Ê, Đức Long con gì vậy cả? Kìa, Đức Long kìa. Trời ơi. Đức Long con gì vậy nè? Không phải con chim gì bự lắm. Có kỳ vậy ta, nãy giờ không thấy kìa, Long kìa, Long từ đây nè, từ phía này nè. Nè. Vậy là ôi nè nè nè. Cái lông con gì bự dữ vậy nè. Nó dừng nó suốt ra luôn rồi đó. Nè. Không thấy con gì hết trơn. Chém
Chém đứt con gì banh rảnh chứ. Vậy. Lông con gà gì nè. Trong con này con gì ta? Sao ngổ quá ha mà nhiều màu quá vậy? Chú gà cái gì đó chạy dữ lắm. Kiếm thử coi. Con gà gì đó. Nè 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 lông nè lông nè. Ô. Lông mới tinh luôn. Có lông mà không thấy thịt. Ngộ vậy. Thịt đâu mất tiêu rồi trời. Để đi kiếm cái máy nó có quấn vô. Máy chắc là quấn vô gom. Thì ta hình như là làm hổ ở đây gì nè. Nè nè lông nữa nè. Thấy không? Thấy chưa? Nè lông ở đây nhiều nè. Lông mới tinh luôn. Vô hỏi à, vô hỏi mấy chú này thử coi không có biết lòng là lòng gì không. Ôi trời, biết lòng là lòng gì không bác Tư? Đâu á, sao kỳ vậy? Lôi đâu trong lúa rồi. Gà lôi của thằng Trúc nó mua còn lâu dung gì à, nó thả nguyện đội đẳng nó đi dài nè. Chó tao gượt. Chó gượt hả? Nó ăn rồi hả? Gượt cắn lông nè. Đổ lông rồi tao. Tao la đó. Đổ vô lúa đó hả? Ờ, vậy nè. Chạy đại lúa nha. Giờ mấy chó săn nó biết bắt cái gặp ai biết. Giờ mình bắt lại dính rồi hả? Bắt dính rồi. Lúc đó lúa chín chưa? Chín rồi. Sao mà tới giờ còn lông ta? Rồi. Chắc rớt lại lông nhiều lắm. Lông thấy ngộ lỡ đâu con gì. Chắc thủ bắt canh chứ. Tơ giác bá lông. Sót lại mớ lông. À, lông gà lôi. Mua lông lâu mà. Cô lâu dung gì vậy? Dạ, kiểu vậy. Thả đi gì dài, lội miêu ngang với nhau. Hai con thôi bác Tư. Con đâu à. Chống máy rồi, máy không có đi. Chống nó đi. Đi giữ thần như vậy. Gặp mấy chó. Nó bự chưa mà lông cái này không Tư? Trời ơi, gà 5-6 ký. Ừ, 5-6 ký bự lắm mà. Đứng đâu mà đang cắt lúa có gà lôi nó chạy ra cái con chắc giật mình luôn. Thấy không chú? Sao không sao kỳ vậy, thịt đâu hết rồi? không thấy thịt. Đó, đi kiếm hết gà lôi. Thì ra là nguyên nhân là bác Tư đã biết con gà lôi nó nhảy vô lúa đó rồi chó nó gượt nó bắt lại dính nè. Giờ cũng xe rồi lên lộ hết rồi. Chú đỡ con đi dích. Sao chú tìm thấy xác không? Thấy đâu, đang kiếm xác nè. Ôi trời, lông túa trời rồi nó đâu? Không lẽ có lông mà không có thịt. Lông đó là cái lông đuôi nó là nó đứt mất tiêu của hồ câu rồi đó. Ôi là trời. Tiêu của hồ câu rồi. Chẳng túa cho mà không thấy thịt. Thiệt tự tình. Chắc gà đó nó đang ấp quá gì nữa. Đang ấp quá gì rồi, dướng nó bao cầu đó. Chứ còn sống là nó chạy rồi đúng không? Móc vô luôn cái gì rồi. Có lông mà không có gà.
Rồi, tiếp tục qua mẫu bên đây luôn. Cái đường đi qua đi lại này trời nguy khá là nguy hiểm luôn á, sợ nó lún bất cứ lúc nào. Nè cái nhà chi mà cũng leo lại nổi. Ui. Anh nhổng đầu luôn nha. Thử hốc không? Chạy xịt khói đen. Đến đây em cũng chia sẻ, em cũng xin phép cả nhà được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo của em. Và xin chào, chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ nha.